tại sao không in mỗi người 100 tỷ để xài thoải mái, không cần đi làm? Ý tưởng in tiền miễn phí vẫn xuất hiện trên các diễn đàn. Đặc biệt trong thời gian gần đây, một số nước đang đề xuất cách này để vực dậy nền kinh tế. Câu trả lời ngắn là lạm phát. Tiền mặt tăng, nhiều mặt hàng giá cả cũng sẽ tăng theo. Lấy ví dụ, nếu tất cả được phát 100 tỷ và bạn không muốn đi làm, chỉ muốn hưởng thụ cuộc sống, lúc đó đất nước sẽ lười biếng, không ai đi làm để sản xuất hàng hóa, chỉ còn số ít người đi làm. Nguồn cung cấp sẽ bị hạn chế, họ phải thuê nhiều người với giá cao hơn để kiếm người làm việc, và cuối cùng họ phải tăng giá sản phẩm để không bị lỗ. Lúc đó 100 tỷ của bạn cũng sẽ như 1 triệu bây giờ khi bị lạm phát quá mức. Thực chất tiền không có giá trị, chúng chỉ là tờ giấy in với các con số khác nhau. Nhờ có nhà nước bảo hộ nên tiền giờ đây đã có giá trị dùng để trao đổi. Hồi xưa tổ tiên chúng ta không dùng tiền, họ trao đổi với nhau bằng hàng hóa, dùng đường đổi muối hoặc dùng gạo để đổi trái cây. Giờ đây họ phát minh ra tiền để thuận tiện trao đổi và gọn lẹ. Hầu hết quốc gia nào cũng hiểu nguyên lý kinh tế lạm phát, nhưng vẫn có một số nước không hiểu và để lại hậu quả vô cùng khủng khiếp. Đất nước Zimbabwe, để khắc phục đói nghèo, lãnh đạo đã in rất nhiều tiền dẫn đến lạm phát trầm trọng. Giờ đây 1 tỷ Zimbabwe chỉ mua được ổ bánh mì không có thịt.